Ngày 16 tháng 8, trao đổi với báo chí, ông Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết đã liên lạc được với Hồng Đăng sau khi diễn viên này về nước. Nghệ sĩ Trung Hiếu nói, Hồng Đăng bảo đang bị ốm, mất giọng và dự kiến khoảng 2 đến 3 ngày nữa sẽ lên gặp lãnh đạo nhà hát kịch Hà Nội. Giám đốc nhà hát kịch Hà Nội cho biết thêm, hiện nay chưa có thông tin cụ thể về việc diễn viên Hồng Đăng đi nước ngoài. Ông nói, sau khi gặp diễn viên Hồng Đăng sẽ có báo cáo sự việc lên Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Trước đó, hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã có chuyến đi châu Âu không xin phép cơ quan quản lý và dính vào lùm xùm trong thời gian ở Tây Ban Nha. Theo yêu cầu của cơ quan chủ quản, sáng 16 tháng 8, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã có mặt tại học viện để giải trình về những sự việc vừa qua. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho hay chưa đưa ra kết luận hay hình thức kỷ luật nào với Hồ Hoài Anh giảng viên này phải lên cơ quan để làm giải trình về vụ việc sau đó học viện sẽ tiến hành họp hội đồng kỷ luật rồi mới có kết luận chính thức liên quan đến vụ lùm xùm của hai nghệ sĩ hồ hoài anh và hồng đăng tại tây ban nha bộ ngoại giao cho biết sau khi hai người rời tây ban nha quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha luôn theo dõi giữ liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền.